phố Nguyễn Hữu Huân nhá. Check in cà phê Giảng nhá, cà phê trứng này. Add coffee. 39 Nguyễn Hữu Huân. Đi vào trong. Không gian cà phê giờ đây quay cho quấy nha. Cà phê dưới nha, trứng được đánh ở trên nha. Nãy trên toàn trứng không nên nó ngọt. Ê, cà phê lên là nó đỡ rồi. Thương hiệu cà phê trứng, cà phê giả. Trứng nó đánh bông được. Thank you.
ăn này thì kiểu như ăn kem caramel rồi, giống như ăn kem mà sữa chua. Ngon nhưng mà là hết vị cà phê. À, không gian uống cà phê trứng nhá, không gian cà phê trứng. Sau khi là ăn hết được cái lớp kem trứng bông ở trên thì ở dưới là cà phê đó, dưới là cà phê. Ăn rất là nghẹo, ngậy ngậy, béo béo, có vị cà phê, không thấy mùi trứng nữa. Đây dưới này bây giờ đây là lớp dưới là lớp cà phê đấy, cà phê nhá. Cà phê đây rất là ngon. Cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Các bạn xem video nhớ thấy hay thì nhớ bấm vào like, đăng ký kênh của mình để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn.